Tôi e rằng chúng ta vẫn đang ở phần đại nạn. Và còn một khía cạnh nữa của nó mà chúng ta cần phải xem xét. Bây giờ, chúng ta đang ở đỉnh điểm của lịch sử thế giới, ở đoạn kết vĩ đại. Thật bi thảm hết lần này đến lần khác. Trong vài chương cuối cùng này, bạn tìm thấy câu nói, thế giới vẫn không ăn năn. Và thậm chí còn hơn thế nữa, thế giới nguyền rủa Chúa. Bạn biết thảm họa máy bay tồi tệ nhất đã xảy ra trên mặt đất. Nó đã xảy ra ở quần đảo Canary vài năm trước. Một chiếc máy bay phản lực cỡ lớn vừa cất cánh từ đường băng và một phi công đang vội về nhà đã kéo một chiếc máy bay phản lực cỡ lớn khác lao thẳng vào đường đi của chiếc vừa cất cánh, khiến phần trên của chiếc phía dưới bị cắt đứt và rồi cả hai cùng rơi xuống và bốc cháy. Có một cơ đốc nhân trên chiếc máy bay phản lực cỡ lớn vừa cất cánh và bị đâm. Và sau đó anh ấy mô tả một quả cầu lửa rơi xuống cabin, thiêu rụi mọi người. Họ chỉ còn là những tàn tích cháy đen. Và là cơ đốc nhân, anh ngồi im lặng. Nhưng điều khiến anh ấn tượng nhất là hầu hết những người ngồi trước anh đều nguyền rủa Chúa khi điều đó xảy ra. Trong những giây phút cuối cùng của họ, họ đã nguyền rủa Chúa vì phải chết cháy như vậy. Nhưng anh im lặng, bình tĩnh và dùng lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu, con giao phó linh hồn con trong tay Ngài. Thình lình, có một vụ nổ dưới chỗ ngồi của anh ta. Và anh thấy mình đang bay lên không trung. Và vì chiếc máy bay phản lực kia đã cắt đứt phần trên của cabin, nên giờ nó được mở ra bầu trời. Và anh ấy bị bay ra khỏi lỗ hổng đó. Anh cố cào tay lên các cạnh nhôm lởm chởm của cái lỗ. Nhưng anh đã bị văng ra ngoài và trượt xuống thân máy bay, lên cánh, trượt khỏi cánh xuống bãi cỏ và rời đi. Và anh ấy là người sống sót duy nhất từ chiếc máy bay đó. Nhưng anh đã sẵn sàng chết và lặng lẽ dâng linh hồn mình cho Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, thời điểm của Chúa dành cho anh chưa đến. Nhưng điều khiến anh vô cùng kinh ngạc là trong thảm họa, rất nhiều người đã nguyền rủa Chúa. Tôi đang nói chuyện với một người đàn ông ở sân bay Heathrow, London, người có nhiệm vụ xử lý các bản ghi hộp đen được kiểm tra sau các vụ tai nạn, xem xét những lời cuối cùng của phi công trong buồng lái, để xem liệu nó có đưa ra manh mối về lý do tại sao vụ tai nạn xảy ra hay không. Trên thực tế, nó không phải là một hộp đen, nó có màu cam sáng, để họ có thể nhìn thấy nó trong đống đổ nát, nhưng mọi người lại gọi nó là hộp đen. Và tôi hỏi anh ta một câu hỏi. Tôi nói, có đúng là đôi khi anh làm điều gì đó với cuốn băng đó trước khi nó được phát cho cuộc điều tra không? Anh ấy nói, ý anh là gì? Tôi nói, tôi đã nghe nói rằng đôi khi những lời cuối cùng của viên phi công là nguyền rủa Chúa khi biết rằng họ sắp chết. Anh ấy nói, vâng, khi điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ xóa nó khỏi cuốn băng trước khi nó được phát cho cuộc điều tra. Than ôi, thảm họa hoặc là mang bạn đến gần Chúa hơn, hoặc khiến bạn chống lại Chúa. Và ở đây trong sách Khải Huyền xác nhận rằng đại hoạn nạn khiến mọi người từ chối ăn năn và quay về với Chúa và thực sự sẽ nguyền rủa Ngài. Bây giờ, kể từ đó, sách Khải Huyền sẽ nói về hai người phụ nữ. Hai người phụ nữ rất khác nhau. Tất cả các cá nhân trong sách Khải Huyền đều là nam giới. Có ba người phụ nữ trong sách Khải Huyền. Ba người đều là nhân cách hóa. Họ không phải là cá nhân. Họ đại diện cho ai đó hoặc một cái gì đó khác. Và hai người phụ nữ kết thúc toàn bộ câu chuyện về tương lai này. Một người là gái điếm bẩn thỉu và người kia là một nàng dâu tinh sạch. Câu chuyện về hai người phụ nữ tóm tắt toàn bộ phần còn lại của sách Khải Huyền, nhưng mỗi người đại diện cho một thành phố. Hai người phụ nữ đại diện cho Babylon và Jerusalem. Gái điếm bẩn thỉu đại diện cho thành phố Babylon và nàng dâu tinh sạch đại diện cho Jerusalem mới. Các thành phố đều có lịch sử, và tôi muốn cung cấp cho bạn khá nhiều thông tin về thành phố. Trước hết, chúng ta hãy nhìn vào hai điều này. Một là thành phố của con người và một là thành phố của Đức Chúa Trời. Và hai thành phố này đối lập nhau trong suốt lịch sử.
Babylon và Jerusalem là những nơi hoàn toàn khác nhau. Trong Kinh Thánh, nói chung, các thành phố là những nơi tồi tệ. Chúng có một lịch sử tồi tệ. Thật vậy, chúng được đề cập lần đầu tiên liên quan đến Lê-mét, người đàn ông đầu tiên rèn vũ khí hủy diệt hàng loạt, một hậu duệ của Cain. Vì vậy, đó là nơi các thành phố bắt đầu, ở phía bên trái của cây gia phả, không phải trong dòng tin kính, mà là trong dòng vô thần. Chúng là những nơi xấu vì chúng tập trung con người, và do đó chúng tập trung tội nhân, và do đó chúng tập trung tội lỗi. Và các thành phố lớn có một thói quen đặc biệt là tập trung tội lỗi. Đó là lý do tại sao chúng trở thành những nơi nguy hiểm. Ví dụ, bạn sẽ thấy dục vọng tập trung ở các thành phố. Đó là nơi gái mại dâm hoạt động buôn bán. Hơn một nửa số người đồng tính ở Anh sống ở London. Các thành phố tập trung dục vọng. Chúng tập trung sự tức giận, bạo lực, bạo loạn diễn ra tại các thành phố lớn. Bạn chưa bao giờ nghe nói về một cuộc bạo loạn diễn ra ở nông thôn. Tội lỗi tập trung ở các thành phố, và hai tội lỗi đặc biệt tập trung ở Babylon là kiêu ngạo và tham lam. Bạn sẽ thấy nhiều sự kiêu ngạo ở các thành phố hơn bất cứ nơi nào khác. Hãy nhìn vào kiến trúc. Niềm kiêu hãnh của con người được phản ánh trong kiến trúc. Tòa tháp đôi ở New York đại diện cho niềm kiêu hãnh của con người, vì vị kiến trúc sư nói, tôi đã thiết kế nó như một tượng đài cho sự vĩ đại của con người. Và quả đúng như vậy. Vậy chúng ta thấy sự kiêu ngạo được tập trung, và không chỉ trong kiến trúc, mà trên hết, sự tham lam cũng được tập trung ở các thành phố. Đó là nơi bạn đến để kiếm tiền, đó là nơi bạn đến để tôn thờ ma môn. Và những người muốn đổi đời không đi về nông thôn mà tới thành phố lớn. Và tại thời điểm này trên khắp thế giới, có một cuộc di cư khổng lồ vào các thành phố. Bây giờ chúng ta có Metropolis, đô thị lớn. Nhưng chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ có Megalopolis, siêu đô thị. Mọi người đang nói về một siêu đô thị xung quanh ngũ đại hồ ở đây, tại Bắc Mỹ. Một dòng chảy liên tục của phát triển đô thị, một thành phố khổng lồ. Và vì vậy, chúng ta có hình ảnh xấu về các thành phố, mà trên tổng thể là đối nghịch với Đức Chúa Trời. Họ nhiều tội lỗi hơn những người sống ở nông thôn, phần lớn là vì họ ẩn danh hơn. Bạn có thể che giấu tội lỗi trong một thành phố dễ dàng hơn nhiều so với ở khu vực nông thôn. Một thành phố lớn đã thách thức Đức Chúa Trời trong Cựu Ước là Babylon. Nó bắt đầu là tháp Ba-bên, bên sông lớn Euphrates, với một người đàn ông tên là Nimrod, một thợ săn hùng mạnh, một người đàn ông to lớn với nhiều tham vọng, và ông ta muốn xây dựng tòa nhà cao nhất thế giới. Đó vẫn là tham vọng của nhiều quốc gia ngày nay, như tôi sẽ cho bạn thấy. Nhưng ông ta là người đầu tiên muốn có một tòa tháp vươn tới phạm vi của Chúa, nhưng do con người xây dựng nên. Và vì vậy, ông ta đã xây dựng tháp Ba-bên. Do nó ở vùng Lưỡng Hà, không có sẵn đá, không có sỏi, và chắc chắn là không có thép. Vì vậy, ông ta không thể xây dựng một tòa nhà chọc trời như chúng ta có ngày nay. Họ chỉ có những viên gạch được dính vào nhau bằng nhựa đường. Và vì vậy, họ phải xây dựng một loại kim tự tháp bậc thang để có được một tòa tháp cao. Vì vậy, đừng nghĩ về tháp Ba-bên như một tòa nhà chọc trời ở New York, mà là một kim tự tháp bậc thang. Vâng, hãy để tôi chỉ cho bạn. Hãy nhìn vào một cái. Trên thực tế, đây có thể là phần còn lại của tháp Ba-bên, theo tất cả những gì chúng ta biết. Và tất cả những gì còn lại của nó là một loại kim tự tháp bậc thang lớn, được xây bằng gạch, nung từ đất sét của các thung lũng Euphrates và Tigris. Chúng ta hãy xem xét một sự tái tạo lại của tháp Ba-bên thời đó. Trong những ngày đó, nó là một tòa nhà hùng vĩ. Và vì lưu vực Lưỡng Hà hoàn toàn bằng phẳng, giống như thảo nguyên của bạn ở đây, bạn có thể nhìn thấy tòa tháp này từ cách xa hàng dặm, và nó đứng ở đó như một ngọn núi nhân tạo, vươn tới phạm vi của Chúa. Và Chúa đã phải giải quyết nó. Trên thực tế, đó là dịp đầu tiên Ngài ban ân tứ nói tiếng lạ.
Bạn đã bao giờ nhìn nó theo cách đó chưa? Nhưng lần đó Ngài đã ban tiếng lạ để làm mọi người bối rối và tách họ ra, cho họ những ngôn ngữ khác nhau. Đó là một câu chuyện hoàn toàn khác, nhưng thật thú vị. Khi một số người với ngôn ngữ mới mà ngày nay chúng ta gọi là Trung Quốc đã đi qua dãy núi Himalaya và định cư ở nơi mà ngày nay chúng ta gọi là Trung Quốc, và trong các ký tự Trung Quốc của ngôn ngữ Trung Quốc, bạn tìm thấy mọi thứ từ sáng thế ký chương 1 đến 11 cho đến tháp Babel. Bạn có thể giao giảng sáng thế ký chương 1 đến chương 11 từ các ký tự của ngôn ngữ Trung Quốc. Điều đó thật tuyệt vời, phải không? Ví dụ, tiếng Trung Quốc cho một chiếc thuyền hoặc một con tàu là hình ảnh của một con tàu với 8 cái miệng trong đó. Điều đó đến từ đâu? Con tàu của Noe. Từ cám dỗ là một khu vườn với 2 cái cây trong đó. Điều đó đến từ đâu? Vì vậy, ngay cả ngôn ngữ Trung Quốc hiện đại cũng có ký ức về ba bên, nhưng không có gì trong các ký tự của họ từ sáng thế ký 11 trở đi. Đó là những gì đã xảy ra ở ba bên. Mọi người bối rối, chia rẽ. Ba bên. Và chúng ta vẫn dùng từ đó để chỉ những lời nói nhảm, lộn xộn, vô nghĩa. Và sau đó nó trở thành thành phố Babylon. Nó lớn lên và phát triển. Bạn thấy đấy, nó nằm trên dòng sông lớn Euphrates. Và các thành phố phải là trọng tâm giao thông thuận tiện, có thể là bờ biển, cửa sông hay một dòng sông, hoặc một con đường lớn, hay như sau này là một tuyến đường sắt. Nhưng một thành phố chỉ có thể phát triển nếu nó là một trung tâm giao thông và thương mại. Đó là cách các thành phố phát triển. Và tại đây, thành phố Kansas, hơn một nửa lính Mỹ trong Thế chiến thứ hai đã đi qua ga Union, thành phố Kansas, vì đây là trung tâm vận tải trọng yếu. Vâng, đó là cách các thành phố phát triển, và Babylon đã phát triển. Thật thú vị khi đối chiếu nó với Jerusalem. Jerusalem không nằm trên tuyến đường thương mại. Jerusalem không nằm trên dòng sông. Jerusalem không nằm trên con đường quốc tế. Nó ở đó bởi vì Chúa đã đặt nó ở đó. Không có lý do nào khác để Jerusalem trở thành thủ đô của bất cứ nơi nào. Nhưng Babylon là một thủ đô nhân loại điển hình, được xây dựng cho tiền bạc, cho lòng tham, cho thương mại, và nó đã phát triển thành một đế chế hùng mạnh, trở thành đế chế Babylon. Và một trong những Antichrist, không phải tên Antichrist cuối cùng, nhưng một trong nhiều Antichrist đã có mặt trên thế giới là Nebuchadnezzar, người cai trị Babylon. Tôi thích câu chuyện về sự cải đạo của ông ta. Ông ấy đã phát điên trong 7 năm và họ nhốt ông trong vườn thú riêng của ông ấy. Tôi không được để bị lạc đề, nhưng Nebuchadnezzar là một nhân vật tuyệt vời mà bạn nên nghiên cứu. Ông ta là một Antichrist, cho đến khi Chúa lấy đi sự tỉnh táo của ông ta, và ông ta ăn cỏ như động vật trong 7 năm, và móng tay của ông ta mọc như móng vuốt đại bàng, và tóc ông ta mọc như lông chim. Tất cả chỉ vì ông ta đã nói, vương quốc, quyền lực và vinh quang thuộc về ta. Đó là những lời chính xác của ông ta. Và tất nhiên ông ta đã sai một từ. Ông ta nói, vương quốc, quyền lực và vinh quang thuộc về ta. Và Chúa nói, không, chúng thuộc về ta. Và rồi ông ta tỉnh táo lại, và trong suốt quãng đời còn lại, ông ta thờ phượng Đức Chúa Trời của Israel, Đức Chúa Trời tối cao. Đó là một câu chuyện tuyệt vời. Nhưng Babylon đã trở thành kẻ thù của Jerusalem. Và chính vì Babylon mà Jerusalem lần đầu tiên bị phá hủy và đền thờ của nó bị phá hủy. Thành phố của con người dường như đã biến thành phố của Đức Chúa Trời thành hư không. Đó là câu chuyện kể từ đó. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Ồ, nhân tiện, tôi sẽ cho bạn thấy rằng ba bên vẫn chưa kết thúc. Đây là một trang từ tạp chí Time cách đây không lâu. Và đây là những thứ mà con người đang cố gắng xây dựng. Có tòa nhà Empire State, từ lâu đã là tòa nhà cao nhất ở New York, nhưng bây giờ nó đã trở nên nhỏ bé. Và bây giờ chúng ta có những tòa tháp cao nhất thế giới tại thời điểm này là tháp đôi Petronas ở Kuala Lumpur. Tôi đã nhìn thấy chúng. Chúng thật đáng kinh ngạc. Hai tòa tháp được nối với nhau bởi một cây cầu ở lưng chừng. Nhưng tôi muốn cho bạn thấy điều này. Một kiến trúc sư người Anh hiện đã thiết kế một tòa tháp cao 800 mét. Là gì nhỉ? Cao đến nửa dặm.
một chiều cao đáng kinh ngạc. Nó được thiết kế để xây dựng trên biển, với phần lớn nằm dưới nước, có sức chứa 50.000 người, và mọi thứ họ cần sẽ có trong tòa tháp đó. Nhà hàng, rạp chiếu phim, giải trí, tất cả mọi thứ mà một người cần cho cuộc sống sẽ có trong tòa tháp đó, và họ sẽ xây dựng nó trong một khu vực động đất. Niềm kiêu hãnh của con người giờ đây tự tin đến mức họ có thể xây dựng nó trong một khu vực động đất. Theo nguyên tắc, chà đó là một nguyên tắc khoa học, nhưng họ nhận thấy rằng trong trận động đất vừa qua của Nhật Bản, các tòa nhà cao hơn vẫn tồn tại và các tòa nhà thấp hơn sụp đổ. Và người ta hỏi tại sao? Họ phát hiện ra rằng đó là bởi vì khi mặt đất rung động ở một mức độ nhất định, tòa nhà thấp hơn có thể rung động ở cùng một mức độ và bắt đầu sụp đổ, trong khi tòa nhà cao hơn rung động ở mức độ chậm hơn trong khi mặt đất chuyển động nhanh, và do đó nó vẫn đứng. Tôi không biết, nhưng trên cơ sở của niềm tin đó, họ sẽ xây dựng thứ này. Họ vẫn chưa quyết định liệu nó sẽ được xây dựng ở Đài Loan hay Nhật Bản, nhưng kiến trúc sư người Anh đã hoàn thành mọi việc, để bất cứ ai xây dựng nó đều nói rằng, chúng tôi bây giờ là vĩ đại nhất. Bây giờ chúng tôi có tòa tháp cao nhất, và tòa tháp Sears ở Chicago sẽ trở nên nhỏ bé vì thứ này. Ba bên vẫn còn xung quanh, nó vẫn còn trong tâm trí con người, xây dựng các tượng đài cho sự vĩ đại và vinh quang của con người. Vâng, đã có nhiều Babylon trong lịch sử kể từ đó. Và tình cờ, Babylon ban đầu đã sụp đổ. Và tôi nghĩ rằng tôi thực sự nên đọc một phần về điều đó. Khi dân Israel bị đẩy qua Babylon, khi Jerusalem bị phá hủy, và đây là cảm giác của họ khi họ phải cắm trại bên cạnh các con sông của Babylon. Chúng tôi đang ngồi bên bờ sông Babylon, nhớ về Babylon và khóc. Chúng tôi treo đàn hạc của chúng tôi trên cành dương liễu bên sông ấy, vì ở đó những kẻ bắt chúng tôi làm thân lưu đày, bảo chúng tôi ca hát. Kẻ ngược đãi chúng tôi bắt chúng tôi phải hát vui vẻ. Chúng bảo, hãy hát cho chúng ta một bài ca của Sion đi. Trên đất ngoại quốc, làm sao chúng tôi hát được bài ca của Đức Giê-hô-va? Hỡi Jerusalem, nếu ta quên ngươi, nguyện tay phải ta quên năng lực nó đi. Nếu ta không nhớ đến ngươi, chẳng coi Jerusalem là niềm vui tuyệt đỉnh của ta, nguyện lưỡi ta dính vào vòm miệng. Hỡi con gái Babylon, kẻ phải bị hủy diệt. Phước cho kẻ báo trả ngươi, tùy theo điều ác mà ngươi đã làm cho chúng ta. Phước cho người bắt con nhỏ ngươi và đập nát chúng trên đá. Điều đó có chạm đến trái tim bạn không? Đây là tiếng kêu của dân Chúa. Nhưng cả Esai và Jeremy đều nói, Babylon sẽ bị diệt vong. Hãy lắng nghe điều này, bởi vì nó được lặp lại một cách đặc biệt trong sách Khải Huyền. Hãy trốn khỏi Babylon, mỗi người tự cứu lấy mạng sống mình. Đừng vì tội nó mà bị chết mất, vì đây là kỳ báo trả của Đức Giê-hô-va. Ngài sẽ báo trả nó xứng đáng. Babylon vốn là cái chén vàng trong tay Đức Giê-hô-va, làm cho cả đất say sưa. Các nước đã uống rượu nó, vì thế mà trở nên điên cuồng. Thình lình, Babylon sụp đổ tan tành. Hãy khóc thương cho nó. Hãy lấy nhũ hương xoa lên vết thương nó, biết đâu nó được chữa lành. Chúng ta cố chữa lành cho Babylon, nhưng nó vẫn không lành. Hãy lìa bỏ nó. Mỗi người hãy trở về xứ mình, vì án phạt nó thấu đến tận trời, lên tận mây xanh. Chúng ta hãy đến với Esai. Babylon là sự huy hoàng của các vương quốc, là niềm kiêu hãnh ngạo mạn của người Canh Đê. Sẽ giống như Sodom và Gomorrah khi Đức Chúa Trời lật đổ chúng. Nó sẽ vĩnh viễn không người ở. Từ đời này sang đời kia sẽ chẳng ai cư trú. Người Ả Rập sẽ không cắm trại tại đó. Người chăn chiên cũng không cho bầy mình nằm nghỉ nơi ấy. Nhưng thú dữ hoang mạc sẽ nghỉ ở đó. Nhà cửa thì đầy những chim cú. Đà điểu tới đó trú ngụ. Và dê rừng sẽ nhảy nhót tại đó. Linh cẩu sủa vang trong cung điện.
chó rừng tru lên trong các lâu đài xa hoa. Thời điểm Babylon sụp đổ đã gần kề. Các ngày của nó sẽ không còn kéo dài nữa. Đó là kết quả cuối cùng của thái độ của Babylon đối với Jerusalem và dân sự Đức Chúa Trời. Nó khá kịch tính, phải không? Chúng ta sẽ thấy điều đó được vang vọng trong Tân Ước. Ngẫu nhiên thay, Saddam Hussein là người đầu tiên xây dựng lại bất cứ thứ gì ở thành phố cổ Babylon. Nó đã nằm trong đống đổ nát. Thực ra, cho đến 100 năm trước, nó đã hoàn toàn biến mất, không ai biết nó ở đâu. Và sau đó, một nhà khảo cổ học người Anh đã tìm thấy nó một lần nữa. Và Saddam Hussein đã xây dựng lại cổng Ishtar và xây dựng lại cung điện Nebuchadnezzar, nơi ông ta sử dụng làm cung điện mùa hè, nhưng vẫn không có dân cư ở đó. Họ chỉ đến đó trong kỳ nghỉ của ông ta. Và ông ta mời mọi người đến và xem một thứ. Ông ta có một chiếc máy chiếu chùm tia laser trong cung điện cũ của Nebuchadnezzar. Nó chiếu lên những đám mây khi bầu trời nhiều mây và khắc họa chân dung của Nebuchadnezzar và Saddam Hussein bên cạnh nó. Và ông ta tự hào khẳng định mình có chiếc mũi giống hệt, nên hẳn phải là một hậu duệ trực hệ. Đó là tham vọng của ông ta để trở thành một Nebuchadnezzar khác. Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên, Jerusalem là kẻ thù lớn nhất của ông ta. Nhưng đó là một câu chuyện khác. Babylon được đề cập trong sách Khải Huyền là gì? Nó không phải là cái cũ được xây dựng lại, bởi vì Babylon này nằm ở đâu đó trên bờ biển, và sự tàn phá của nó được nhìn thấy bởi các tàu trên biển, nên nó không phải là Babylon cũ được xây lại. Đã có nhiều Babylon, như tôi đã nói. Nhưng khải tượng hiện được trình bày cho sứ đồ John là một khải tượng khủng khiếp. Đây là người phụ nữ màu đỏ, ả gái điếm này ngồi trên con rồng đỏ, đang cưỡi nó. Và một nghệ sĩ ở London đã đưa cho tôi bức tranh này, mà anh thấy tượng trưng cho Babylon sẽ tồn tại vào cuối lịch sử. Và người phụ nữ, cô ta đang uống, nhưng cô ta đang uống máu. Cô ta đang uống máu của các thánh đồ. Cô ta say máu của các thánh. Rõ ràng là nhiều cơ đốc nhân sẽ chết ở Babylon này, bất luận nó ở đâu. Vì vậy, chúng ta hãy thử suy nghĩ về Babylon này được đề cập ở cuối sách Khải Huyền. Điều đầu tiên chúng ta cần chú ý là nó không phải là một thành phố tôn giáo. Đó là một thành phố vô thần. Do đó, những người nói đó là giáo hoàng là hoàn toàn lạc đề. Roma là thành phố đầu tiên mà Kinh Thánh áp dụng từ Babylon. Phi-e-rơ khi viết lá thư của mình đã nói điều này ở cuối thư. Hội thánh ở Babylon gửi lời chào anh em. Nhưng dĩ nhiên, lúc đó không có hội thánh nào ở Babylon. Nó đã bị đổ nát và trống rỗng. Nhưng ông đang viết từ Roma. Và Roma trở thành một Babylon. Bạn thấy đấy, tháp Ba Bên, Babylon và Roma cổ đại đều là những điểm báo trước về Babylon cuối cùng. Tôi đã cố gắng nói với bạn trong tuần này rằng các sự kiện cuối cùng đều đổ bóng về phía trước. Và Ba Bên hay Babylon là điểm báo về Babylon cuối cùng, thành phố cuối cùng chống lại Đức Chúa Trời. Nhưng trong Khải Huyền, đó là một thành phố của lạc thú. Đó là một thành phố của tiền bạc. Đó là một thành phố thương mại. Đó là một thành phố nơi lạc thú được giao dịch để lấy tiền. Do đó, hình ảnh của một gái điếm đại diện cho thành phố. Điều đó có khiến bạn cảm thấy gì không? Tôi tin rằng Las Vegas là một điểm báo khác về Babylon. Và tôi đã hoảng hốt khi đọc rằng bây giờ nó đang trở thành một khu nghỉ mát gia đình dành cho mọi người. Chà, họ nói với tôi rằng nó rất đẹp khi rời khỏi trung tâm. Nhưng trung tâm của nó làm tôi kinh hoàng. Tôi sẽ không bao giờ đưa gia đình tôi đến một nơi như thế cho một kỳ nghỉ. Hay nước Đức thì sao? Frankfurt on Main, ở miền trung nước Đức, đang nỗ lực trở thành trung tâm tài chính của châu Âu. London vẫn đang giữ vương miện đó, nhưng Frankfurt on Main đang mạnh dạn muốn điều đó.
Và vì vậy tôi đã đi xem thành phố để cảm nhận về nó. Họ đã xây dựng một sàn giao dịch chứng khoán mới rộng lớn để xử lý cổ phiếu và cổ phần của châu Âu. Và bên ngoài sở giao dịch chứng khoán, họ đã dựng lên một con bò vàng khổng lồ. Bạn có tin không? Một con bò đực từ Ai Cập cổ đại, một con bò vàng khổng lồ. Nó ở ngay đó. Và sau đó khi tôi đi vào trụ sở ngân hàng mới khổng lồ, và tôi nói với bạn, tôi nghĩ rằng tôi đã bước vào địa ngục. Khi tôi bước vào tiền sảnh mới của nó, không lớn bằng căn phòng này, có một bức tranh lớn trải dài các bức tường. Một bức tranh tường trải dài khoảng 3 mét xung quanh. Và đó là một bức tranh về địa ngục. Mọi tội lỗi đã biết đều được miêu tả trong bức tranh này. Và nó chứa đầy ma quỷ, những thứ khủng khiếp, hả hê trên nạn nhân của chúng. Tôi đặc biệt nhớ một bức, nó vẽ một ông chủ ngân hàng béo mập đang đứng bằng đầu gối trên đồng Mark Đức và một con quỷ cười toe toét trên vai anh ta, một người mà Ma Môn đã chiếm hữu. Đó là một bức tranh tường khủng khiếp và tôi muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi đó. Vì vậy, tôi đã đi qua nơi có nhân viên thu ngân và quầy, nơi bạn có thể giao dịch ngân hàng. Nhưng ở đó tôi thậm chí còn kinh hoàng hơn. Có những bức tượng đang đứng trước quầy. Chúng là những bức tượng bằng đồng. Tất cả đều hoàn toàn trần truồng của đàn ông và phụ nữ trong giai đoạn cuối cùng của sự xuống cấp và suy đồi. Có một người đàn ông trần truồng to béo với cặp mắt tì hí và cái bụng. Anh ta đã không thấy đôi chân của mình trong nhiều năm. Và bên cạnh anh ta, rõ ràng là một gái điếm đầy bệnh tật đang héo tàn. Và bạn phải đứng xếp hàng với những bức tượng đồng này trước khi bạn có thể nhận được tiền. Tôi sẽ cho bạn xem qua điều đó. Đây là những bức tượng mà bạn đứng cùng để nhận tiền mặt của bạn trong ngân hàng này. Đây là một phần của bức tranh tường. Nhưng máy ảnh của tôi đã bị lỗi và thậm chí không thể chụp được một số hình ảnh này. Vâng, tất cả những điều này đang báo trước ba bên cuối cùng. Nó sẽ là một nơi của lạc thú, của thương mại, của tiền bạc, của tất cả mọi thứ mà con người muốn, tập trung vào một trung tâm thương mại thế giới cuối cùng, mà tòa tháp đôi ở New York là điểm báo trước. Nó sẽ ở đâu? Tôi không biết. Nhưng nó sẽ là trung tâm tài chính thế giới và trung tâm giải trí thế giới kết hợp thành một. Babylon lớn cuối cùng, nơi bất kính nhất, nơi tôn thờ Ma Môn. Và Kinh Thánh nói rằng, trung tâm tài chính đó sẽ thống trị các nhà cai trị thế giới. Một trong những thay đổi lớn mà chúng ta đã thấy xảy ra trong những thập kỷ gần đây là quyền lực thực sự trong thế giới của chúng ta không nằm ở các chính trị gia mà nằm ở các doanh nghiệp lớn. Các yếu tố kinh tế đang kiểm soát tình hình. Và bây giờ với các tập đoàn đa quốc gia, bạn có biết rằng tất cả các hoạt động kinh doanh trên thế giới hiện nay đều nằm trong chưa đầy 300 tập đoàn kinh doanh khổng lồ? Và tất cả đều hướng đến một hệ thống kiểm soát tài sản và thương mại quốc tế. Một lần nữa, kịch bản trong Khải Huyền trở nên quá đáng tin cậy khi chúng ta thấy những gì hiện xảy ra. Điều thú vị là Đức Chúa Trời đã tuyên bố sự sụp đổ của Babylon, sự kết thúc của Babylon. Nhưng Ngài không gây ra điều đó. Điều xảy ra là những người cai trị do Babylon kiểm soát sẽ nổi dậy chống lại sự kiểm soát tài chính này và chính họ là người hủy phá Babylon. Như khi Hitler hủy phá nền kinh tế Do Thái ở Đức, nơi đang kìm hãm nó, các chính trị gia ghen tị với quyền lực, trở nên ghen tị với những doanh nhân có nhiều quyền kiểm soát hơn họ. Và đó là những gì cuối cùng sẽ xảy ra với thành phố này. Nó sẽ bị phá hủy bởi những kẻ ghen tị với quyền lực của nó. Những người ghen tị với quyền lực của nó.
Và mặc dù không nói, nhưng Đức Chúa Trời đã đặt điều đó vào lòng họ, rằng cách để thoát khỏi sự kiểm soát của Babylon là tiêu diệt Babylon. Và do đó nó sẽ bị phá hủy bởi những người có tham vọng chính trị nhằm thoát khỏi sự kiểm soát của tài chính thế giới. Và thế là Babylon sụp đổ. Kinh Thánh nói rằng, những đám cháy của sự phá hủy của nó có thể được các tàu trên biển nhìn thấy, và họ thấy Babylon sụp đổ. Khi tôi thấy điều này trên truyền hình, và tình cờ tôi đang mua vé máy bay khi cuộc khủng hoảng ở New York bắt đầu. Và đột nhiên tất cả những người đang phục vụ khách hàng túm tụm lại với nhau trong một nhóm nhỏ sợ hãi. Và tôi đã đến gặp họ và hỏi, có chuyện gì vậy? Họ nói, chúng tôi vừa nghe nói có một vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng ở Mỹ. Và tôi lao về nhà và bật tivi và đã thực sự xem nó xảy ra, như nhiều người trong số các bạn. Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy một chương trình phát sóng gây sốc như vậy khi điều đó xảy ra, và chứng kiến những tòa tháp với thiết kế mới đẹp đẽ của chúng, một thiết kế đã khiến chúng sụp đổ nhanh như vậy. Chúng sụp xuống như một bộ bài. Thật là một cảnh tượng kinh hoàng. Nhưng khi tôi nhìn thấy cảnh tượng đặc biệt đó trên truyền hình, trong giây lát, tôi tưởng rằng tôi đang xem sự sụp đổ của Babylon. Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng đó không thể là một sự hoàn thành của lời tiên tri trong Khải Huyền, vì New York không say máu của các thánh. Và do đó nó không thể là New York. Tôi đã nhận được các bức thư và các cuộc điện thoại, thậm chí từ Mỹ, hỏi tôi, đây có phải là sự hoàn thành không? Có phải Khải Huyền đang trở thành sự thật không? Và có phải điều tiếp theo là Chúa Giê-xu trở lại không? Tôi nói, không. Đó là một điểm báo rất rõ ràng về sự sụp đổ của Babylon, nhưng vẫn chưa phải sự hoàn thành. Chúng ta có thể rất dễ dàng trở nên quá hoảng sợ hoặc quá phấn khích khi một điểm báo về tương lai đã xảy ra. Nhưng chúng ta phải cẩn thận không nói rằng chính là nó, cho đến khi nó thực sự xảy ra, và lúc đó chúng ta sẽ biết. Vâng. Khải Huyền nói gì với các cơ đốc nhân về Babylon cuối cùng này? Ba điều. Thứ nhất, nó cho chúng ta biết rằng Babylon sẽ là một nơi rất nguy hiểm cho các cơ đốc nhân ở lại. Bởi vì một nhóm người sẽ bị ghét trong thủ đô tôn thờ lạc thú, tiền bạc, trung tâm của thương mại thế giới này sẽ là các cơ đốc nhân. Họ sẽ là lương tâm duy nhất trong thành phố, những người duy nhất lên tiếng phản đối, những người duy nhất đứng về phía Đức Chúa Trời, và họ sẽ bị ghét bỏ vì điều đó. Vì vậy, rõ ràng là sẽ có nhiều người tử đạo trong thành phố này. Kinh Thánh nói rằng nó say máu của các thánh, máu của những người làm chứng cho Chúa Giê-xu. Ở trong trung tâm thương mại thế giới cuối cùng đó và nói về Chúa Giê-xu sẽ đồng nghĩa với việc bạn ký vào bản án tử hình. Đó là điều đầu tiên Khải Huyền nói với cơ đốc nhân. Thứ hai, cơ đốc nhân được bảo phải ra khỏi nơi đó, chạy trốn khỏi nó. Chính xác những từ mà Esai sử dụng, được sử dụng ở đây. Chạy trốn khỏi Babylon. Đừng ở lại cho đến khi nó bị phán xét vì tội lỗi của mình. Nếu không, ngươi sẽ chết với nó. Ra khỏi. Và dĩ nhiên, đó là một dấu hiệu khác cho thấy cơ đốc nhân phải tự mình thoát ra. Họ không được đem đi. Họ đang ở trong đó. Nhưng họ cần phải thoát ra. Và sẽ đến một thời điểm, có lẽ nó đang đến khá gần, khi các cơ đốc nhân sẽ phải tách mình ra khỏi tính thế tục ngày càng tăng của kinh doanh, thương mại. Và thực sự tôi đã nói chuyện với các doanh nhân, và nhiều người trong số họ nói rằng, tôi không biết tôi có thể tiếp tục kinh doanh hay không. Bây giờ nó đang trở nên quá suy đồi. Vâng, không chỉ là công việc kinh doanh, tôi e rằng ngay cả các bác sĩ, y tá và giáo viên bây giờ cũng đang nói với tôi điều này. Họ tự hỏi họ có thể tiếp tục trong ngành nghề ngày càng vô thần này được bao lâu nữa. Vì vậy, các cơ đốc nhân được bảo ở đây trong Khải Huyền, hỡi dân ta hãy ra khỏi Babylon, kẻo các con tham gia vào tội lỗi của nó và cùng chịu chung tai họa với nó chăng? Vì tội lỗi nó chất cao đến tận trời và Đức Chúa Trời nhớ đến tội ác nó. Rất nhiều cơ đốc nhân sẽ chết ở Babylon, nhưng những người khác sẽ ghi nhớ lời của Chúa và thoát ra trước khi quá muộn, và chạy trốn
khỏi con nhện đang rình rập đó với mạng lưới trên toàn thế giới của nó. Sau đó, điều thứ ba mà Cơ Đốc nhân được cho biết là điều đáng ngạc nhiên nhất. Khi Babylon sụp đổ, các Cơ Đốc nhân được bảo hát Hallelujah. Họ sẽ là những người duy nhất hét lên Hallelujah vào ngày hôm đó. Ý tôi là đây là sự sụp đổ của thương mại thế giới. Nó sẽ đóng cửa thị trường giao dịch chứng khoán thế giới. Nó sẽ là sự kết thúc cho tất cả lương hưu và tiền tiết kiệm của bạn. Cổ phiếu và cổ phần của bạn sẽ không đáng giá bằng tờ giấy mà chúng được viết. Toàn bộ mạng lưới tài chính của thế giới sẽ biến mất. Hallelujah! Ngân hàng của tôi đã đóng, tài khoản của tôi đã biến mất, tiền tiết kiệm của tôi đã biến mất, lương hưu của tôi đã biến mất. Hallelujah! Đây là một sự phát triển rất đáng ngạc nhiên, phải không? Có bao nhiêu người trong số các bạn đang nghe màn trình diễn Messiah của Handel? Rất nhiều người. Tất nhiên là có một điệp khúc trong đó, điệp khúc Hallelujah. Và nó có lẽ là phần nổi tiếng nhất trong thanh xướng kịch của Handel. Bạn có thể không làm điều này ở Mỹ, nhưng ở Anh, bất cứ khi nào đoạn điệp khúc Hallelujah bắt đầu, mọi người đều đứng lên và lại ngồi xuống sau đó. Có người gật đầu đáp lại, vì vậy tôi biết là bạn biết điều này. Bạn có biết tại sao không? Đó là một câu chuyện khá ngớ ngẩn, thực sự đấy. Nhà vua, vua George, là vị vua trong buổi biểu diễn đầu tiên, vì Handel đã viết nó cho nhà vua. Và khi đến đoạn điệp khúc Hallelujah, đó là một phần hợp xướng hùng tráng đến nỗi vua George đã tưởng rằng đó là phần kết thúc của buổi biểu diễn và đứng dậy rời đi. Ở Anh, khi hoàng gia đứng lên, mọi người đều phải đứng lên. Vì vậy, toàn bộ khán giả đứng lên và ai đó nói với nhà vua, đây không phải là kết thúc, nó chỉ là một trong những đoạn điệp khúc thôi. Và thế là vua đứng đến hết phần đó và sau đó vua lại ngồi xuống và mọi người cùng ngồi xuống với nhà vua trong suốt phần còn lại của buổi thanh sướng. Và kể từ đó, nó đã trở thành một truyền thống để đại diện cho điệp khúc Hallelujah. Nhưng điều mà nhiều người yêu thích điệp khúc đó không biết là nó được lấy từ Khải Huyền 19. Toàn bộ lời của nó, Hallelujah, vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng ta trị vì. Đó là Khải Huyền 19, đó là lễ kỷ niệm sự sụp đổ của nền kinh tế thế giới. Và đôi khi tôi đang ở một buổi biểu diễn vở Messiah của Handel, tôi muốn đứng dậy khi họ bắt đầu hát Hallelujah, 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 và họ rất phấn khích. Tôi muốn nói, quý vị có nhận ra rằng quý vị đang ăn mừng sự kết thúc của lương hưu, tiền tiết kiệm, cổ phiếu và cổ phần của quý vị không? Tôi chưa bao giờ dám làm điều đó. Nhưng tôi cũng đang suy xét đến đây. Và có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ làm điều đó và lên báo chăng? Và ít nhất mọi người sẽ biết Handel lấy nó từ đâu. Hallelujah, vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng ta trị vì. Khi bạn thấy Babylon sụp đổ, bạn hòa vào điệp khúc Hallelujah, và nó nghe giống như tiếng dòng nước hùng vĩ. Đó là một lễ kỷ niệm khi sự kìm kẹp của tài chính đối với thế giới của chúng ta và sự kìm kẹp của lạc thú trên thế giới của chúng ta bị phá vỡ. Bởi vì sau đó người phụ nữ kia có thể đến. Jerusalem mới như một nàng dâu được trang điểm cho chồng mình. Đó là lý do tại sao các Cơ Đốc nhân hát Hallelujah. Đó không phải là vì trả thù, mà là vì sự kết thúc của một thứ là sự khởi đầu của một thứ khác. Chúng ta còn bao nhiêu thời gian? Một giờ nữa. Được rồi, vậy thì tôi phải nhanh lên. Được rồi, chúng ta hãy đi tiếp. Tôi đã kết thúc với đại hoạn nạn. Tôi tưởng rằng sẽ nghe thấy điệp khúc Hallelujah từ các bạn chứ. Được rồi. Khải huyền bao gồm hai kiểu mặc khải, khải tượng và âm thanh. Và Giăng được yêu cầu viết ra mọi thứ ông nhìn thấy bằng mắt và nghe thấy bằng tai. Trong vài chương vừa rồi, tất cả là tôi nghe, tôi nghe, tôi nghe, tôi nghe. Tôi nghe thấy thiên sứ hét lên, Babylon đã sụp đổ. Tôi nghe thấy âm thanh của nhiều giọng hát, Hallelujah, Đức Chúa Trời toàn năng trị vì. Tất cả đều là nghe về Babylon. Và rồi khá đột ngột và bất ngờ, sau một thông báo rằng đã đến thời điểm của một lễ cưới, nó lại chuyển thành tôi thấy, tôi thấy, tôi thấy, tôi thấy. Và bây giờ chúng ta đang đi vào những khải tượng cuối cùng mà Giăng đã nhận được trong tù ở đảo Patmos
chúng ta lại quay lại với tôi thấy. Và tổng cộng có 7 khải tượng mà ông nhìn thấy. Thật không may là kinh thánh của bạn và của tôi được chia thành các chương. Nhân tiện, bây giờ bạn có thể mua phiên bản quốc tế mới mà không có số chương và số câu. Một người bạn của tôi là giáo sư luật tại Đại học Malibu gần Los Angeles đã sản xuất phiên bản quốc tế mới không có số chương và câu và theo trình tự thời gian. Vì vậy, giờ đây bạn có thể đọc lời của Đức Chúa Trời theo trình tự mà Ngài đã ban nó. Bởi vì kinh thánh của bạn và của tôi hoàn toàn không theo trình tự thời gian. Các sách tiên tri được sắp xếp trong Cựu Ước, lớn nhất ở đầu và nhỏ nhất cuối cùng. Các bức thư của Phao-lô được sắp xếp theo trình tự lớn nhất ở đầu và nhỏ nhất ở cuối, Roma và Philemon. Đây thực sự không phải là cách hữu ích nhất để đọc kinh thánh, nhưng đọc nó theo trình tự mà nó đã xảy ra. Trình tự mà Đức Chúa Trời đã ban lời của Ngài là rất hữu ích. Tên anh ấy là giáo sư Lagar Smith, thuộc về Hội Thánh của Đấng Christ, và anh ấy là một cơ đốc nhân rất đáng mến. Tôi chỉ gặp anh ấy vì tôi đã viết một cuốn sách nhỏ có tên Lãnh đạo là nam giới, và cùng lúc anh đã viết một cuốn sách gần như giống hệt vậy, dưới một tựa đề khác. Và anh ấy đã nghe nói về cuốn sách của tôi và liên lạc với tôi, và chúng tôi trở thành bạn bè. Là vậy đó. Nhưng bi kịch của việc đánh số chương và số câu, một phần là ở chỗ nó chia tách những gì Đức Chúa Trời đã đặt cùng nhau, và một số sự phân chia chương ở sai vị trí. Và vấn đề với số câu là nó khiến cho việc trích dẫn một câu mà không trích dẫn ngữ cảnh của câu trở nên quá dễ dàng. Trong 1.000 năm, cơ đốc nhân đã có kinh thánh không có số chương và số câu. Và ôi chao, họ thông thạo kinh thánh của mình. Những gì họ đã làm là họ dò xem kinh thánh. Điều mà cơ đốc nhân hiện đại muốn làm là tra cứu chúng. Bạn hiểu ý tôi không? Có người nói với tôi, tại sao anh không bao giờ đưa ra số chương và số câu, David? Tôi nói vì tôi muốn các bạn dò xem kinh thánh cho những gì tôi nói, chứ không phải chỉ tra cứu chúng. Vì bạn chỉ tra cứu một đoạn văn riêng lẻ. Và hôm trước tôi đã cho bạn thấy rằng nhiều người có thể trích dẫn Giăng 3 câu 16, nhưng họ không thể trích dẫn Giăng 3 15 và Giăng 3 17. Và vì vậy họ đã đánh mất bối cảnh thực sự của câu đó, do đó mất đi rất nhiều ý nghĩa của nó. Nhưng việc chia chương thường ở sai vị trí. Một số bạn đang quá bận rộn ghi chép tất cả những thứ trên này, đến nỗi bạn không nghe những gì tôi nói. Xin hãy ghi nó khi nào tôi nói đến nó đã nhé. Vâng, việc chia chương thường ở sai vị trí. Sáng Thế Ký chương 1 và 2 được chia không đúng chỗ. Trường hợp tệ nhất là một chương đẹp đẽ, Esai 5:3. Bài ca về người đầy tớ đau khổ của Đức Chúa Trời. Nhưng người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì gian ác của chúng ta mà bị thương, bởi sự trừng phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người mang chúng ta được lành bệnh. Bạn biết bài ca tuyệt vời đó phải không? Đó là một bài hát. Thật không may, câu đầu tiên của bài hát lại nằm trong chương 52. Và vì vậy nó không bao giờ được đọc với phần còn lại của bài hát. Vậy nhưng câu đầu tiên của một bài hát đưa ra giai điệu và hướng đi của bài. Và ở đây chúng ta có một ví dụ nổi bật nhất. Đây là loạt 7 điều cuối cùng trong Tân Ước, trong sách Khải Huyền. Tuy nhiên, hầu như không ai chú ý đến chúng, bởi vì chúng đã được chia thành 3 chương. Và vì chúng ta có xu hướng dừng lại ở cuối chương hoặc bắt đầu ở chương mới, tôi chưa bao giờ nghe 7 khải tượng này được đọc cùng nhau. Tuần trước tôi đã đọc chúng cho bạn nghe, và đó có thể là lần đầu tiên bạn nghe chúng được đọc cùng nhau. 7 lần, tôi thấy, tôi thấy, tôi thấy, tôi thấy. Và chúng không chỉ thuộc về nhau mà còn nối tiếp nhau. Những điều xảy ra nối tiếp nhau. Chúng theo trình tự thời gian. Và giá như điều này đã được nhận ra từ nhiều thế kỷ trước, sẽ không có tranh cãi về thiên hy niên. Điều đó có đáng buồn không? Bạn sẽ không bao giờ nghe nói về những người vô thiên hy niên, tiền thiên hy niên hay hậu thiên hy niên. Tôi sẽ nói về họ chiều nay. Một người bạn của tôi xuống sân bay ở Belfast, nơi họ là những người rất muốn nếm thử bài giảng. Họ muốn biết thần học của bạn trước khi họ để bạn tham gia vào hội thánh của họ. Và bạn tôi bước xuống máy bay.
Có người hỏi, anh là vô thiên hy niên, tiền thiên hy niên hay hậu thiên hy niên? Và bạn tôi nói, đó là một câu hỏi vô tiền khoáng hậu, mà tôi nghĩ là một câu trả lời khá hay cho họ. Chúng ta sẽ nói về điều này chiều nay, nhưng sẽ không có tranh cãi nếu mọi người nhận ra rằng bảy khải tượng này là bảy khải tượng cuối cùng và thuộc về nhau trong sách Khải Huyền. Nhưng chúng ta sẽ thấy điều đó rõ ràng hơn vào chiều nay khi tôi nói về nó. Chúng ta hãy bắt đầu xem xét một số khải tượng. Đại hoạn nạn đã qua, có một thông báo rằng lễ cưới sắp diễn ra và nàng dâu đã chuẩn bị sẵn sàng trên đất. Trong vải lanh mịn, những việc làm công bình của các thánh đồ. Vì vậy, mọi thứ đã sẵn sàng cho lễ cưới ngoại trừ một điều. Chàng rể vẫn chưa xuất hiện. Điều đó khá quan trọng. Vậy, chúng ta thấy gì? Ngay ở chương 19, câu 11, đó, tôi đã cho bạn một khởi đầu khá dễ dàng. Tôi thường không làm điều đó. Nhưng chương 19, câu 11 bắt đầu. Bấy giờ tôi thấy trời mở ra, và kìa có người cưỡi một con ngựa trắng. Không phải thắc mắc đó là ai, đó là Chúa Giê-xu. Và Ngài đang cưỡi ngựa từ trời xuống để giải quyết tình hình trên trái đất. Đó là lý do tại sao Ngài không đến trên một con lừa nữa. Ngài đang đến trên một con ngựa, luôn luôn là biểu tượng của sự xâm lược quân sự. Nó nói khá cụ thể rằng Ngài đến để gây chiến. Bây giờ Ngài không còn là Hoàng tử Bình An nữa, đây là một Chúa Giê-xu khác, hay đúng hơn là một khía cạnh khác của cùng một Chúa Giê-xu. Ngài đến để gây chiến với cái ác, để giải quyết tình trạng của đại hoạn nạn và nhanh chóng kết thúc nó. Vì vậy, Ngài cưỡi ngựa như một nhà chinh phục quân sự, và tên của Ngài là Lời của Đức Chúa Trời. Nhiều điều được nói trong khải tượng đầu tiên này. Chúng ta gọi nó là Parousia. Tôi đã nói với bạn điều đó có nghĩa là gì? Đó là sự xuất hiện của một nhân vật hoàng gia cần được chào đón. Và đó là từ phổ biến nhất mà các cơ đốc nhân sử dụng cho sự trở lại của Đấng Christ, Parousia. Nó có nghĩa là ở cùng. Usia có nghĩa là tồn tại, và Para có nghĩa là ở bên cạnh. Chúa Giê-xu ở bên cạnh chúng ta một lần nữa, Parousia. Trên đùi Ngài và áo choàng của Ngài có dòng chữ Vua các vua và Chúa các chúa. Nhưng Ngài là Lời của Đức Chúa Trời. Và hai cuốn sách duy nhất mà Ngài được gọi như vậy, tất nhiên là Phúc âm Giăng, ban đầu có ngôi lời, và bây giờ ở đây trong sách Khải Huyền. Con ngựa trắng và một chiếc áo choàng nhuốm máu. Lần này không phải máu của Ngài. Đây là dấu hiệu của một chiến binh. Đó là máu của những người Ngài đang giết. Và Ngài đến với cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, chống lại cái ác. Và phần ngắn này là nguồn gốc của bài Thánh Chiến Ca Cộng Hòa của các bạn. Tôi nghĩ vậy. Mắt tôi đã thấy vinh quang của sự giáng lâm của Chúa. Bạn biết bài hát đó không? Tất nhiên là có. Và sau đó, Ngài đang trà đạp vùng nho nơi chứa những trái nho thịnh nộ. Bạn có thể đã tự hỏi dòng đó có nghĩa là gì? Nó đến trực tiếp từ đoạn văn này. Bởi vì xuyên suốt Kinh Thánh, rượu là biểu tượng cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Một chén rượu là một biểu tượng của sự tức giận tột cùng của Chúa dành cho một số người. Và đó là lý do tại sao Chúa Giê-xu đã cầu nguyện trong vườn Gethsemane, Thưa cha, con không muốn uống chén này, xin cất chén này khỏi con. Ngài biết nó tượng trưng cho điều gì? Đó là tâm điểm cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Và Chúa Giê-xu chưa bao giờ biết cha Ngài tức giận với Ngài cho đến lúc đó. Và Ngài chùn bước vì phải uống chén đó. Và bạn thấy cái chén tiếp tục dâng lên. Và trong Khải Huyền, chén thịnh nộ thánh được làm từ việc trà đạp vùng nho nơi chứa những trái nho thịnh nộ. Và nó không phải là từ Steinbeck, một trong những tác giả của bạn có một cuốn sách tên là Chùm nho của cơn thịnh nộ. Và tôi cũng đã đọc một cuốn sách khác có tựa đề Cơn thịnh nộ của chùm nho. Nói thêm là cũng từ Mỹ. Nhưng từ Khải Huyền, chúng ta có câu đầu của bài Thánh Chiến Ca Cộng Hòa. Chúa Giê-xu đang trở lại như một chiến binh, một sát thủ. Đó sẽ là một cú sốc khủng khiếp đối với thế giới. Nếu họ đã được nuôi dưỡng trong một số giáo lý điển hình của trường Chúa Nhật về Chúa Giê-xu hiền lành, nhu mì và dịu dàng,
và những hình ảnh đáng yêu này của Ngài với mái tóc bóng bẩy. Bạn biết điều tôi muốn nói rồi đấy. Đó là một Chúa Giê-xu mà không ai phải sợ hãi. Nhưng đây là một Chúa Giê-xu gây ra nỗi sợ hãi đến nỗi mọi người thực sự kêu lên với những ngọn núi, hãy chặn trên chúng ta. Họ đang yêu cầu một trận động đất để chôn vùi họ vì họ không thể chịu nổi khi nhìn vào mắt Ngài. Bạn thấy đấy, một trong những lý do tôi nói với bạn khi đọc sách Khải Huyền là để có được một bức tranh cân bằng về Chúa Giê-xu. Chúng ta cần bức tranh toàn cảnh, và khi nói đến điều ác, Chúa Giê-xu có thể rất tức giận và có thể giải quyết nó. Ngài đã không làm nhiều việc đó trong lần đến đầu tiên của mình, bởi vì Ngài không đến để làm như vậy trong lần đến đầu tiên của mình. Ngài đến để cứu, nhưng trong lần đến thứ hai của mình, Ngài đến để giải quyết cái ác. Thế giới đã rất thất vọng về Chúa Giê-xu. Bạn biết đấy, họ nói, tại sao Ngài không dọn sạch thế giới vào lần đến đầu tiên của Ngài? Bởi vì nếu Ngài đã làm vậy, Ngài đã phải loại bỏ tất cả mọi người trong chúng ta. Đó là lý do tại sao Ngài đến để cứu chúng ta trước, cho chúng ta cơ hội để được tái chế và trở nên phù hợp với một thế giới mới. Nhưng Ngài sẽ không tiếp tục làm điều đó mãi mãi. Lý do duy nhất tại sao lần đến thứ hai của Ngài đã bị trì hoãn quá lâu, bạn sẽ tìm thấy trong chương thứ 3 của bức thư thứ 2 của Phi-e-rơ. Đó là để tạo cơ hội tối đa cho sự ăn năn. Đó là lý do. Ngài trì hoãn đến và xử lý cái ác vì Ngài rất muốn nhiều người quay lại và được tái chế cho Ngài. Vì vậy, Ngài đã trì hoãn, nhưng điều đó sẽ không kéo dài mãi mãi, sẽ đến ngày mọi việc được giải quyết. Tôi muốn nói một chút về danh hiệu Logos này, thường được dịch là ngôi lời, là một bản dịch rất không đầy đủ của từ Logos trong tiếng Hy Lạp. Ban đầu có Logos, Logos ở cùng Đức Chúa Trời, và Logos là Đức Chúa Trời, Giăng viết trong phúc âm của mình. Và Logos đã trở nên xác thịt và dựng trại của Ngài giữa chúng ta. Ông có ý gì? Hãy nhớ rằng ông đang viết ở Ê-phê-sô, nơi ông qua đời sau này. Hẳn là ông đã cao tuổi lắm rồi. Có lẽ khoảng 80 hoặc 90 tuổi khi ông viết điều này. Và ông nhớ rằng từ Logos có nguồn gốc từ Ê-phê-sô. 600 năm trước đó, một người đàn ông tên là Heraclitus đã đặt nền móng cho khoa học ở Ê-phê-sô. Ông tập hợp xung quanh mình các môn đồ và dạy họ rằng trọng tâm của khoa học là quan sát, rằng họ phải nhìn và quan sát mọi thứ và cố gắng tìm hiểu cách chúng hoạt động và tại sao chúng hoạt động như vậy. Ông đã nói, hãy quan sát thời tiết, quan sát mây, xem tại sao mưa đến, tại sao mặt trời lại chiếu sáng. Hãy cố gắng quan sát và tìm hiểu điều gì khiến mọi thứ diễn ra như vậy. Hãy quan sát động vật, xem chúng hoạt động như thế nào. Tại sao chúng hoạt động như vậy? Và ông nói, điều ta cần theo đuổi là tìm ra lý do tại sao mọi thứ lại diễn ra như vậy. Và đối với Heraclitus, từ cho lý do tại sao là Logos. Tìm ra logic của nó. Tìm hiểu nguyên nhân gây ra điều này và điều kia. Và kết quả là mọi ngành khoa học ngày nay đều sao chép Heraclitus bằng cách tự gọi mình là ology, xuất phát từ Logos. Vì vậy, chúng ta có tâm lý học, xã hội học, khí tượng học, động vật học, sinh học, và cứ thế nó tiếp tục. Và tất cả chúng đều xuất phát từ Heraclitus. Logos, lý do tại sao. Đó là những gì chúng ta đang cố gắng tìm hiểu. Nhưng tất nhiên, khoa học chuyên ngành chỉ quan sát một phần nhỏ của vũ trụ để tìm ra lý do tại sao phần cụ thể đó lại hoạt động như vậy. Dường như không ai bận tâm đến việc hỏi lý do tại sao tất cả đều ở đó. Tại sao tất cả đều hoạt động như vậy? Và rằng khi ông viết phúc âm của mình, đã có một vấn đề. Ông gọi Chúa Giê-xu là gì trước khi Ngài trở thành Chúa Giê-xu? Bạn thấy đấy, Ngài chỉ được gọi là Giê-xu khi Ngài được sinh ra. Tôi nên gọi Ngài là gì nhỉ?
Vì John đã có câu trả lời cho câu hỏi, bạn bắt đầu cuộc đời của Chúa Giê-xu từ đâu? Mark nói, khi ông viết phúc âm của mình, tôi sẽ bắt đầu với phép báp tem của Ngài, bởi vì đó là khi chức vụ công khai của Ngài bắt đầu. Và rồi Matthew đến và nói, không, Mark, anh sai rồi. Anh phải quay trở lại với sự ra đời và thụ thai của Ngài. Và bởi vì Ngài là người Do Thái, Ngài là con của Abraham. Vì vậy, tôi sẽ bắt đầu câu chuyện về Chúa Giê-xu với Abraham. Sau đó, Luca đến và nói, không, cả hai anh đều sai. Tôi sẽ bắt đầu câu chuyện về Chúa Giê-xu với Adam, bởi vì Ngài là con trai của Adam, và Ngài bắt đầu với nhân tính của chúng ta. Vì vậy, Luca bắt đầu phúc âm của mình với Adam. Và rồi Giăng tuổi già nói, tất cả các anh đều sai. Tôi sẽ bắt đầu câu chuyện từ ban đầu. Nhưng tất nhiên, Ngài không có khởi đầu. Và tâm trí hạn hẹp của chúng ta không thể tưởng tượng mọi chuyện như thế nào trước khi có vũ trụ, và trí tưởng tượng của chúng ta không thể quay ngược lại xa hơn thế. Vì vậy, ông nói, ban đầu, Ngài đã ở đó. Và rồi ông nghĩ, tôi nên gọi Ngài là gì nhỉ? Tôi sẽ gọi Ngài là lý do tại sao. Chẳng phải điều đó thật đẹp đẽ sao? Ban đầu có lý do tại sao. Và lý do tại sao mặt đối mặt với Chúa. Và lý do tại sao là Chúa. Và lý do tại sao trở thành xác thịt và sống giữa chúng ta. Ngài là logic của vũ trụ. Ngài là đấng đã bắt đầu tất cả, muôn vật được tạo nên bởi Ngài. Đức Chúa Cha đã tạo ra vũ trụ này như một món quà cho con Ngài. Chúa Giê-xu là lý do tại sao. Và bạn biết đấy, thật thú vị. Tôi đã nghe rất nhiều lời chứng nói như thế này, rằng khi mọi người đến với đấng Christ, họ đã tìm thấy một lý do để sống. Họ đã tìm thấy một mục đích. Họ đã tìm ra lý do tại sao. Họ tìm thấy một logos, một logic cho cuộc sống. Vâng, đó là một bài giảng cho một số người. Hãy trở lại với Khải Huyền. Làm thế nào tôi lại nói đến điều này nhỉ? Bởi vì Ngài là Logos. Logic của vũ trụ đang quay trở lại để giải quyết mọi thứ. Điều đó thật tuyệt, đúng không? Hãy chuyển sang khải tượng thứ hai mà Giăng đã thấy. Đây là một khải tượng phi thường. Và theo một nghĩa nào đó, nó đồng thời với cái thứ ba. Ông nhìn thấy một thiên sứ bay trên không trung, đang gọi các loài chim săn mồi, hãy đến dự bữa tiệc lớn của Đức Chúa Trời. Đây là bữa tiệc gì? Bữa tiệc của Chúa. Cả một khu vực của trái đất phủ đầy xác chết, chồng lên nhau. Chỉ là những xác chết nằm rải rác ở một khu vực đặc biệt ở Trung Đông. Đó là một thung lũng hình tam giác, thung lũng Esdraelon hay thung lũng Gidreon, nó có nhiều tên gọi. Đó là khu vực bằng phẳng duy nhất trên những ngọn đồi của Judea, và nó ngăn cách những ngọn đồi phía nam của Judea với những ngọn đồi phía bắc của Galilee. Nó ở ngay giữa. Đó là bãi chiến trường của Trung Đông, Winston Churchill nói. Nó đã là một chiến trường qua các thời đại, bởi vì con đường từ châu Á đến châu Phi gặp con đường từ Ả Rập đến châu Âu ở giữa đồng bằng đó, đối diện với một ngọn đồi nhỏ được gọi là Megiddo, và nó nằm ở ngã tư của thế giới. Đó là nơi Chúa đã đặt dân Ngài để cả thế giới đi ngang qua và thấy một hình mẫu về những gì Ngài muốn xã hội trở thành. Và Ngài đặt họ trên những ngọn đồi của Judea, để mọi người đến và đi qua những ngọn đồi của Judea, qua thung lũng này. Nhìn qua thung lũng là một ngôi làng có tên là Nazareth. Và tôi tưởng tượng Chúa Giê-xu là một cậu bé, nằm xuống trên đỉnh đồi và xem các đoàn lữ hành đến và đi. Nó sẽ hơi giống như một phòng trọ sân bay. Tôi sẽ ở trong phòng trọ sân bay vào ngày mai, và tôi biết là tôi sẽ thấy mọi người từ khắp nơi trên thế giới đi ngang qua tôi. Và Galilee là giống như vậy. Thế giới đến và đi qua ngã tư đó. Đó là lý do tại sao nó được gọi là Galilee của các dân tộc. Đó là một điểm giao cắt quốc tế, giống như thành phố Kansas đối với cả nước Mỹ. Nó ở ngay chính giữa. Và đồi Megiddo trong tiếng Do Thái là Harmageddon. Harmageddon. Và ở đây, tại Harmageddon, hãy để tôi cho bạn xem một bức ảnh của nó. Một số bạn sẽ có đặc ân được đến xem nó, nhưng hãy để tôi chỉ cho bạn thấy nó trông như thế nào.
Bạn sẽ không nghĩ rằng đó là một phần của những ngọn núi Judea, phải không? Đây là một khu vực bằng phẳng tuyệt vời, nhưng ở giữa là ngọn đồi nhỏ này. Bạn đang nhìn vào hiện trường của trận đại chiến này. Đây là nơi nó sẽ xảy ra. Napoleon đã ở đây. Alexander Đại Đế đã ở đây. Đây là nơi Saul và con trai Jonathan bị người Philistine giết chết. Đây là nơi vua Josiah bị giết bởi Pharaoh. Đây là chiến trường của Trung Đông. Đó là ngã tư đường. Bất cứ ai kiểm soát nơi này đều kiểm soát thế giới. Nó rất quan trọng. Và như tôi đã nói với các bạn tuần trước, một số bạn, Winston Churchill, đã lên kế hoạch cho trận chiến cuối cùng của Thế chiến thứ hai tại đây. Bởi vì khi người Ý dồn quân đội Anh quay trở lại về phía Ai Cập, dọc theo bờ biển Bắc Phi, và quân Đức tiến qua Crete, vào phía đông Địa Trung Hải, Churchill thực sự đã suy nghĩ, bởi vì ông biết kinh thánh của mình, rằng trận chiến Harmageddon sắp diễn ra bây giờ. Và vì vậy, ông đã cử một đội sĩ quan Anh ra ngoài để khảo sát chính nơi này và lên kế hoạch cho trận chiến cuối cùng của Thế chiến thứ hai. Churchill là một chiến lược gia khá giỏi, nhưng ông đã nhầm. Nó đã không đi xa đến thế. Quân đội Anh đã tìm cách ngăn chặn kẻ thù tại El Alamein, ngay trên biên giới Ai Cập, và toàn bộ cuộc chiến đã xoay chuyển từ đó. Đó là trước khi các bạn tham gia với chúng tôi. Là vậy đó. Đây là ngọn đồi Megiddo. Ngã tư của thế giới nằm ngay tại đây, ngay dưới ngọn đồi. Và bạn có thể đi đến bất kỳ nơi nào trên thế giới từ đây. Đó là nơi tất cả sẽ diễn ra. Đó là nơi có đống xác chết này. Và thiên sứ đang kêu gọi những con chim, hãy đến và dọn sạch nó, bởi vì không ai có thể chôn cất đống xác chết này. Đó là phần còn lại của một đội quân khổng lồ. Nhưng đội quân của ai? Và nó đang làm gì ở đó? Khải tượng thứ ba nói với các bạn. Chúa Giê-xu đã trở lại. Ngài đã tập hợp tất cả các thánh đồ ở Jerusalem. Có một đám đông khổng lồ. Chúa Giê-xu và các môn đồ của Ngài. Và người Do Thái lúc này đang tin vào Chúa Giê-xu. Đây là một cuộc khủng hoảng thế giới đối với ba ngôi gian ác của Satan, Antichrist và tiên tri giả. Chúng gây dựng một đội quân, các vua, các tướng lĩnh, người cai trị, binh lính và chúng tập hợp mọi đội quân lại để tấn công những ngọn đồi của Judea trong thung lũng Esdraelon. Đây là nơi tập trung lực lượng, nơi tập hợp các quân đội và đi chiến đấu theo con đường lên núi. Và chúng tập hợp ở đó để tấn công Chúa Giê-xu và dân của Ngài và loại bỏ họ lần thứ hai, hoặc loại bỏ Ngài lần thứ hai. Trận chiến Armageddon thực ra không hẳn là một trận chiến gì cả. Chúa Giê-xu chiến thắng với lời của miệng Ngài. Hãy nhớ rằng, người lính La Mã có hai loại gươm. Thanh gươm mỏng mà chúng ta biết ngày nay là một thanh gươm mà bạn có thể chiến đấu với hai hoặc ba người lính là nhiều nhất. Nhưng thanh gươm bản rộng của người lính La Mã là một vũ khí nguy hiểm hơn nhiều. Nó có hình dạng như một cái thuổng, với một đường gờ ở giữa, kéo dài ra ngoài lưỡi gươm đến một tay cầm dài, và bạn giữ nó bằng cả hai tay. Và nó rất nặng. Bạn vung nó, và nó sắc bén như dao hai lưỡi. Nhưng với sức nặng của nó, không gì có thể ngăn cản nó. Và nếu bạn đến bất cứ nơi nào gần thanh gươm rộng đó, nó sẽ cắt đứt cánh tay của bạn, cắt đứt chân bạn, không hề bận tâm chút nào. Và vì vậy, một người lính vung nó theo vòng tròn có thể hạ gục 50 kẻ thù. Họ sẽ không dám đến gần trong tầm với của thanh gươm. Giờ, thư Hebrew trong Tân Ước nói rằng lời của Đức Chúa Trời giống như thanh gươm hai lưỡi, xuyên thấu vào hồn linh cốt tủy. Đó là một bức tranh sống động. Nhưng đây là hình dạng của một thanh gươm hai lưỡi. Và Chúa Giê-xu đã có nó trong miệng của mình. Đấng cưỡi trên con ngựa trắng có thanh gươm hai lưỡi trong miệng. Và với thanh gươm đó, Chúa Giê-xu sẽ tàn sát toàn bộ đạo quân này chỉ bằng một lời nói. Ngài đã sử dụng thanh gươm đó một lần trong lần đến trái đất đầu tiên của mình. Khi Ngài đến với một cây và không tìm thấy quả và Ngài đang đói, Ngài đã nguyền rủa cái cây. Ngày hôm sau, các môn đồ đi tới và nói, thưa Thầy, cây đã chết rồi.
không có gì trên đó. Và Chúa Giê-xu nói, các ngươi ngạc nhiên phải không? Nếu các ngươi có đức tin như một hạt cải, nó nhỏ như thế này, các ngươi có thể nói với ngọn núi này, hãy đi xuống biển, và nó sẽ đi. Có phải Ngài đang cường điệu hóa không? Tôi biết một ví dụ trong đó một ngọn núi đã bị ném xuống biển bởi đức tin. Tốt hơn là nên nói cho các bạn biết, nếu không kiểu gì bạn cũng sẽ đến và hỏi tôi. Đó là ở Nhật Bản, có một trại trẻ mồ côi Cơ Đốc đã nhận nhiều trẻ em bị bỏ ở Nhật Bản. Nhưng trại trẻ đã chật kín và vẫn còn nhiều trẻ em cần một mái ấm. Đó là một tòa nhà 5 tầng với 3 mặt là đường phố và mặt phía sau là một ngọn đồi dốc ngay phía sau tòa nhà. Do đó, không có chỗ để mở rộng tòa nhà vì nó nằm trong một khu vực động đất và họ bị cấm xây cao hơn 5 tầng. Nhưng vì nhu cầu của quá nhiều trẻ em cần một mái nhà, nên những người truyền giáo đã thảo luận về điều đó trước sự hiện diện của các em. Và họ nói, chúng ta không thể mở rộng theo hướng này, hướng kia hay hướng đó. Cách duy nhất để mở rộng là ở phía sau, nhưng ngọn đồi lớn này đang cản đường, vì vậy chúng ta không thể mở theo hướng đó. Và một trong những nhà truyền giáo đã nói đùa theo kiểu Cơ Đốc. Chà, chúng ta nên bảo ngọn núi nhảy xuống biển. Và các nhà truyền giáo cười lớn, một trò đùa hay, nhưng bọn trẻ không cười. Những đứa trẻ đã đi và tổ chức một buổi nhóm cầu nguyện. Chúng nói, Chúa Giê-xu ơi, xin hãy ném ngọn núi đó xuống biển để chúng con có thể đón thêm các bạn khác. Trong đức tin đơn sơ, họ đã đi nghỉ 2 tuần ở bờ biển. Đó là kỳ nghỉ hàng năm của họ. Và khi họ trở về sau kỳ nghỉ, các nhà truyền giáo và những đứa trẻ không thể tin vào mắt mình, hay đúng hơn là các nhà truyền giáo. Ngọn đồi đã biến mất, nó đã bị san bằng. Và họ nói, nhìn kìa, nó đã biến mất. Sau đó bọn trẻ nói, vâng, chúng con đã xin Chúa Giê-xu ném nó xuống biển. Chà, những người truyền giáo rất tò mò, nên họ phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Vì vậy, họ hỏi tất cả những người hàng xóm, chuyện gì đã xảy ra trong khi chúng tôi đi vắng vậy? Và điều đã xảy ra là, thực ra nó nằm ở một cảng biển lớn, và họ đang khai hoang đất ở bến cảng để xây dựng thêm nhà kho. Và họ đã xây dựng một con đập ở phần nước nông của biển, và bây giờ cần rất nhiều đất để đổ xuống biển, để lấp đất phía sau con đập. Và ai đó đã nói rằng, có một ngọn đồi phía sau trại trẻ mồ côi, nó chẳng có tác dụng gì cả. Và họ đã đem các máy xúc đất đến. Và theo đúng nghĩa đen, chỉ trong vài ngày, họ đã biến ngọn núi thành một đồng bằng và đổ tất cả xuống biển. Tôi đã có một bức ảnh của nó ở nhà. Bạn thấy đấy, trẻ em đôi khi có đức tin đơn sơ hơn nhiều so với người lớn phức tạp chúng ta. Chúng chỉ nói với Chúa, xin hãy làm điều đó, và Ngài đã làm điều đó. Vâng, trở lại Armageddon. Các vua và quân đội bị tiêu diệt bởi Logos, bởi ngôi lời, bằng thanh gươm rộng 2 lưỡi trong miệng Chúa Giê-xu. Và bấy giờ, đế quốc của bộ 3 gian ác bị phá hủy. 2 con người đầu tiên đi vào hỏa ngục là Antichrist và tiên tri giả. Và chúng đi vào hỏa ngục thậm chí trước ngày phán xét. Chúng bị ném sống vào đó. Tất cả quân đội của chúng đã chết xung quanh chúng. Cả 2 còn sống và bị ném vào hồ lửa, nơi chúng bị giày vò cả ngày lẫn đêm, mãi mãi. Nhưng điều gì xảy ra với Satan? Tôi sẽ nói với bạn sau. Hãy trở lại. Tôi nghĩ thế là đủ cho sáng nay. Tôi muốn dạy bạn một bài hát. Đừng vội vã rời đi. Tôi muốn dạy bạn một bài hát. Nếu tôi có thể tìm thấy nó. Tôi tin rằng chúng ta đang ở dưới một cái nhìn đa cảm phổ biến về Đức Chúa Trời mà không đúng Kinh Thánh. Một Đức Chúa Trời được mô tả như chỉ là yêu thương và không có gì ngoài yêu thương, thương xót. Một Đức Chúa Trời ban phước nhưng không bao giờ nguyền rủa. Một Đức Chúa Trời chữa lành nhưng không bao giờ làm hại. Một Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì để tổn thương bất cứ ai, và do đó không còn kính sợ Đức Chúa Trời nữa. Đây là một gánh nặng lớn mà tôi đang chia sẻ trên khắp thế giới hiện nay. Tôi đang khôi phục lại sự kính sợ Đức Chúa Trời cho dân sự Chúa bởi ân điển Chúa. Ngài phải được kính sợ. Ngài là Đức Chúa Trời. Và tất cả những gì chúng ta đã nói về đại hoạn nạn,
Có một quan niệm phổ biến rằng Chúa rất tốt nên Ngài sẽ không bao giờ làm như vậy. Điều đó không đúng. Đức Chúa Trời là công bình. Và có những khía cạnh khác của Chúa. Vâng, Ngài rất thương xót, nhưng vâng, Ngài cũng rất tức giận. Vâng, Ngài yêu thương, nhưng vâng, Ngài thánh khiết và công bình. Và hầu hết các bài hát của chúng ta ngày nay đều chứa đầy khía cạnh ban phước của Ngài và chỉ làm vấn đề thêm trầm trọng hơn. Tôi đã quyết định thử viết một bài hát sẽ cân bằng hình ảnh của Chúa đối với mọi người. Tôi đã từng trên đường đi du lịch với một người đàn ông tên là Graham Kendrick. Có lẽ hiện là nhạc sĩ cơ đốc nổi tiếng nhất trên toàn thế giới. Và anh đã sáng tác bài hát Ánh sáng tình yêu và nhiều bài hát khác. Anh ấy là một người đàn ông đáng mến, khiêm nhường. Thật là một niềm vui khi được đồng hành cùng anh ấy và đi từ thành phố này sang thành phố khác. Nhưng anh đã viết một bài hát về con Đức Chúa Trời, tên là Nhu Mì và Uy Nghiêm. Có bao nhiêu người trong số các bạn đã nghe bài hát đó? Ồ, không nhiều người lắm. Anh ấy đã viết một giai điệu tuyệt vời cho nó. Nhu mì và uy nghiêm, tất cả là về sự tương phản trong Chúa Giê-xu, giữa sự nhu mì và uy nghiêm của Ngài. Một lần nữa, đây là hai mặt mà chúng ta cần phải đặt cạnh nhau. Nhưng tôi đang nghĩ về Đức Chúa Trời, và tôi đang ngồi trong phòng làm việc của mình, đọc thư của Phao-lô gửi cho người Roma, chương 11. Khi tôi đọc, vậy hãy nhìn biết sự nhân từ và sự nghiêm khắc của Đức Chúa Trời. Và tôi nghĩ đúng như vậy. Chúng ta cần tuyên bố cả hai khía cạnh để mọi người cân bằng lại. Và tôi thấy mình đang ngân nga giai điệu của Graham Kendrick, Nhu Mì và Uy Nghiêm. Đột nhiên, lời của một bài hát đến với tôi, Nhân từ và nghiêm khắc, Báo thù và bác ái, Trong sự hài hòa hoàn hảo, Đứng là Đức Chúa Trời. Và cả một bài hát gồm ba khổ vừa tuôn ra khỏi miệng tôi. Vì vậy, tôi đã viết nó xuống và tôi đã liên lạc với Graham. Và tôi nói, Graham, tôi có thể sử dụng giai điệu của anh được không? Anh ấy nói rất vui lòng. Tôi nói, tôi đã viết vài lời cho nó. Anh đã viết về Đức Chúa Con, còn tôi viết về Đức Chúa Cha. Anh ấy nói, ồ, hãy gửi cho tôi những lời đó. Và bây giờ anh ấy đang hát nó. Vì vậy, tôi muốn dạy bạn bài hát tuyệt vời này. Bởi vì đó là một giai điệu tuyệt vời. Nhưng lời bài hát mới là quan trọng. Âm nhạc nên truyền tải lời hát. Và những lời này là để đưa ra một cái nhìn cân bằng về Đức Chúa Trời. Vậy, đây là bài hát. Và tôi sẽ hát nó cho bạn. Một lần nữa, vợ tôi không có ở đây, nên tôi có thể tự do hát. Cô ấy cấm tôi hát khi cô ấy ở bên. Cô ấy thấy xấu hổ. Vậy đó, nhưng đây là cách duy nhất để dạy nó cho bạn. Hãy để tôi tìm bản sao của lời bài hát. Vâng, chúng đây rồi. Hãy để tôi hát nó cho bạn. Hát từng lời rồi đến điệp khúc, và sau đó chúng ta sẽ học nó. Nhân từ và nghiêm khắc, báo thù và bác ái, trong sự hòa hợp hoàn hảo, Đấng là Đức Chúa Trời. Ghét sự gian ác của chúng ta, ban cho chúng ta sự thánh khiết, phán xét công bằng và định đoạt số phận của chúng ta. Ôi thật huyền nhiệm, nhân từ và nghiêm khắc. Hãy cúi xuống và thờ phượng, vì đây là Chúa của chúng ta. Đây là Chúa của chúng ta. Bạn đã học được chưa? Hãy ngồi hát một lần và sau đó chúng ta sẽ đứng để hát. Nhân từ và nghiêm khắc, báo thù và bác ái, trong sự hòa hợp hoàn hảo, Đấng là Đức Chúa Trời. Ghét sự gian ác của chúng ta, ban cho chúng ta sự thánh khiết, phán xét công bằng và định đoạt số phận của chúng ta. Ôi thật huyền nhiệm, nhân từ và nghiêm khắc. Hãy cúi xuống và thờ phượng, vì đây là Chúa của chúng ta. Đây là Chúa của chúng ta. Hãy đứng dậy và hát.
nhân từ và nghiêm khắc, báo thù và bác ái. Trong sự hòa hợp hoàn hảo, Đấng là Đức Chúa Trời ghét sự gian ác của chúng ta, ban cho chúng ta sự thánh khiết, phán xét công bằng và định đoạt số phận của chúng ta. Ôi thật huyền nhiệm, nhân từ và nghiêm khắc. Hãy cúi xuống và thờ phượng, vì đây là Chúa của chúng ta. Đây là Chúa của chúng ta. Đức Chúa Cha hoàn toàn thánh khiết, hoàn toàn công chính, nhưng cũng thể hiện lòng nhân từ của Ngài, con Ngài trên thập tự giá, tẩy sạch sự ô uế của chúng ta, chữa khỏi lòng tham của chúng ta, lấp đầy sự trống rỗng của chúng ta và gọi chúng ta thuộc về Ngài. Ôi thật huyền nhiệm, nhân từ và nghiêm khắc. Hãy cúi xuống và thờ phượng, vì đây là Chúa của chúng ta. Đây là Chúa của chúng ta. Lòng thương xót có sẵn, tội nhân có thể được tha thứ, sự sống không thể bị phá hủy đối với những ai nhận tin. Ân huệ có thể cự lại được, sự phán xét không thể tránh khỏi, hình phạt đời đời đối với những người từ chối. Ôi thật huyền nhiệm, nhân từ và nghiêm khắc. Hãy cúi xuống và thờ phượng, vì đây là Chúa của chúng ta. Đây là Chúa của chúng ta. Amen.